Hey, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ khởi động lại trò chơi GTA 5. Lý do là rất lâu rồi, mình đã mấy tháng rồi mình không có chơi cái game này. Cho nên hôm nay mình sẽ làm một cái chuyến đi phượt bằng cái chiếc xe này. À, vô thôi là thấy chiếc xe khác thường rồi đó. Có 6 cái bánh xe lận. Nhưng mà chỉ có 4 bánh chạy thôi, 2 bánh còn lại là dự phòng nha các bạn. À, mình chưa thấy chiếc xe nào phượt mà thấy hầm hố đã như chiếc này. Nó lai các bạn, nó lai giữa một chiếc siêu xe và một chiếc xe thể kiểu như xe leo núi á. Đó, gầm rất là cao luôn ha. Thấy không? Cái bánh xe với cái đó ta kêu là gì quên tiêu rồi, nó hở nhau một khoảng rất là to luôn. Đó, lên xe thôi. Trong xe các bạn cũng có thể thấy cái sườn màu đỏ của nó đó là giúp cho chiếc xe ổn định, cũng như là nó độ bền của nó tăng rất là nhiều luôn. Kiểu như các bạn đi mà lật xe thì chiếc xe nó không có bị bóp. Kiểu như mà khi mà té xuống núi á, mà xe lật úp á các bạn, là các bạn sẽ không bao giờ bị cái vụ mà cái xe nó bẹp dúm rồi nó đè bạn chết đâu. Dữ lắm là bể đầu thôi. Do cái sườn nó đã đỡ cái khung xe lại rồi. Ow! Quá nhanh quá nguy hiểm má ơi. Xe gì mà nhanh dữ vậy ta? Sao trời hôm nay nó âm u nó như thế nào ấy? Để mình chỉnh lại coi thời gian như thế nào cho nó đẹp đẹp thôi. Bữa nay sương mù nhiều quá. Này nó phải không? Weather nè. Rồi, đó. Clear nè. Vậy đi. Oh shit. Rồi vậy là ok rồi, chuẩn rồi. Vấn đề tiếp theo của chúng ta là coi lại cái đường đi coi. Lâu quá không chơi cho nên mình quên hết đường xá game này. Rồi bắt đầu từ đây nha. What the fuck. Đó. Mình không thể tưởng tượng nổi là mình chơi game này cũng rất lâu rồi nhưng mà là chưa từng phá đảo game này luôn á, thề luôn. Làm nhiệm vụ được 50-60% rồi bỏ đó luôn, không thèm làm nữa. Làm như trong cái người mình cảm thấy cái game này không có đủ sức mà quyến rũ để cuốn hút mình chơi hết cái game á. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Cài game trong máy mấy năm trời rồi mà chưa phá đảo. Bỏ tay. Hôm nay chúng ta đành phải thực hiện cái chuyến đi phượt này thôi. Quê. Mày có thấy xe tao không mày? Biết xe mất tiền không? Mày có biết là tao lỡ đụng mày cái là mày không có tiền đền tao không? Rồi rồi tới rồi. Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ vào thẳng con đường chính. Con đường phượt huyền thoại. Oh my god. Rất tiếc là cái máy của mình. À, mình muốn quay kiểu như 60 khung hình một giây coi cho nó mượt nhưng mà cái máy mình nó không đủ khả năng các bạn ơi. Không đủ khả năng quay mượt 60 khung hình cho cái game này. Cái game này nó quá nặng, nó quá khủng. Đó. Lượn đi. Trời ơi, cái tiếng kèn xe này nghe là muốn quê rồi đó nha. Tiếng kèn xe này làm theo kiểu một cái bản nhạc nào đó. Để phóng lên núi thế này, coi chuyện gì sẽ xảy ra đây. Leo núi được không ta chiếc này? Leo lên thử rồi. À, chạy mẹ đến chiếc xe. Ê, con hú kìa. Đó. Hai con kia con gì, con dê hả? À, con nai. Cái đỉnh mệnh. À, sorry. Chỉ một cú hút thôi, hai em ấy đã chồng trời. Chắc tao sẽ làm thịt nai gác bếp. Thịt sư tử gác bếp luôn nè. Con này phải sư tử không? Chính xác. Chính là nó đấy. Này nhà ai vậy ta? Nhà ai xây dựng cắt cớ vậy? Xây trên một cái sườn núi thế này. Nhìn ai giàu tôi ghét lắm. Tại vì tôi không có giàu giống người ta. Ta gọi là gato đó các bạn.
Oh no no no. Oh my god. Cái xe đẹp như thế này mà cái người lái cái khả năng lái có hạn. À. Chạy hết rồi, chạy xe hết rồi. Xong chuyến này là phải làm một chuyến đại tu thôi. Sửa xe đàng hoàng lại. Để coi mình sửa xe coi. Lâu quá không dùng mod mình cũng quên hết mấy cái nút. Đó. Bây giờ thì xe đã mới như mới xuất xưởng. Trình nội thất xe này ha. Đó. Mấy cái ống bằng thép nè. Mấy ống bằng thép mà được sơn đỏ nè các bạn, đó là cái khung đó. Cái khung giúp mà lúc mà chiếc xe lật úp nó không bị xẹp. Xẹp cái phần máy á, là nó sẽ đè người lái chết luôn á. À. Cái định mệnh bóng mày. Ow. Mình mới là cái kẻ mà ngược ngạo á, lái vào làn đường của người khác. Wow. Đây chính là có thể lấy cái này làm trái lơ của một cái bộ phim mà hành động đua xe chẳng hạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Mình ở ngoài này chơi thì nó mượt rồi đó. Sắm mấy 70 khung hình dây đó, nhưng mà mình quay cái chế độ đó thì khung hình giảm rất là nhiều, chơi rất là lắc. Do cái CPU mình quá yếu. Nó thuộc tầm khá thôi chứ không có được cao lắm. You got lucky, buddy. À, mày may mắn đấy nha. Thằng nhân vật mình đang chơi tên gì quên tiêu rồi, tên Michael đúng không? Ở kia có một vụ đánh nhau. Ê, phải can thiệp thôi. Thằng nào lại súng nhắm dòm thử coi có chuyện gì ở đó. Đại khái là thấy một đống người đang hấp hối đây. Vụ này mình can thiệp rất là nhiều lần rồi cho nên là quá quen rồi ha. Kiểu như chơi rồi không có sell lại á. Chết. Chơi rồi không có sell lại cho nên là mỗi lần đi ngang con đường này á là gặp lại cái vụ đó. Tăng tốc lên cái coi. Ow. Rồi. Xuống biển. Dừng lại nào. Stop. Stop. Dừng lại bạn ơi, từ từ thôi. Rất từ từ thôi. Phải xây như thế nào đây? Đó. Mod này bá đạo vãi. Cái mod mình đang dùng nó có khả năng mà cho mình dừng lại giữa trên không, giữa không trung luôn. Lên như thế nào đây? Cỡ lên, cỡ lên. À. Rồi. Cái định mệnh. Nhảy ra luôn. Một cảm giác thật là đáng ghét. Lên kia lấy xe lại thôi. Ow. Sao xui vậy? Đây là cái chính chiến phượt mà nhảm nhí nhất. Nãy mình lấy xe gì quên rồi ta. Uproar. Đây. Chính em nó đây. Đi tiếp thôi. Phượt chưa tới đâu hết trơn là thấy tai nạn đầy người rồi đó. Thương tích đầy người luôn. Giờ tập trung lái nha các bạn. Đây là chiến phượt tốc độ cao của mình. Giờ tập trung lái nè, không nói nhảm nhí nữa. Đã quá. Ê! Chỉ cần rời mắt khỏi cái tầm lái của mình chừng một giây thôi là có thể có tai nạn rồi đó. Cái tầm nhìn đó. Wow. Ow. Xe quá sốc. Xe này mà đi chạy trốn cảnh sát chắc vui lắm đây. À.
thấy không, chút xíu nữa là đụng rồi đó, chạy khỏi cái làn đường của mình. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, vào hầm rồi. Ao chắc may là bấm nút thắng kịp. À má ơi, đụng nhỏ bài luôn. Thôi mình lẳng lặng mình đi thôi, ghé lại luôn buông lắm. Oh shit. À nó vậy mới đẹp nè, thấy không, xe mà lồi cái động cơ ra là coi như là xe này rất là mát đây, là xe cái động cơ của bạn sẽ được là gió thổi trực tiếp vào đó, vậy là cái xe rất là mát luôn. Đặc biệt là cái buồng lái của mình giờ không còn cửa kiến nữa, gió có thể phạt thẳng vào mặt của mình, chạy tốc độ cao là coi như gió có thể mạnh tới mức mà làm cái mặt mình biến dạng luôn á các bạn. Các bạn coi mấy cái clip mà mấy người chạy mô tô mà tốc độ cao á, mà người ta không đội nón á, đội nón bảo hiểm á, coi như là gió thổi cái mặt thằng đó mà kiểu như nó lúng vô cái mặt thằng đó luôn á. Mặt đó mắc cười lắm, nó hạ họng ra rồi gió luồn vô họng nó thành một như là nó đang ngậm một họng nước vậy đó, tiếu vô cùng. Oh no, sắp vào thành phố rồi các bạn ơi. Quãng đường chắc chúng ta cũng đi được khoảng 50% hay gì đó. Có cảnh sát bắt mình nữa kìa, cái định mệnh bọn mày. Chơi không? Chơi không? Chơi luôn nè. Dân phượt mà, chơi khô máu với cảnh sát luôn, sợ gì? Ném tới không đây? Đùng. À. Chết nè. Ao. Đùng. À. Thôi rồi, chiến phần này đã biến thành một cái trận chiến thiệt rồi. Nổ nè. Yeah. Hay quá anh ơi. Nổ nè, quăng lên trực thăng được không? Không được, không được, chết cha không? Lộn đường, lộn đường. Sorry, sorry. Tụi mày hổ báo nè, mình có chết bắt tử chưa ta? Vụ này dễ chết lắm nè. Hổ báo nè, hay lắm, mình có chết bắt tử các bạn ơi. Hổ báo nè, không có đứa nào chết hết. Kỹ năng ném lựu đạn của mình quá thượng thừa. Nó chặn đường nữa rồi, chặn nữa rồi. Ow. Tăng tốc lên coi. Hay lắm. Tụi mày dám chống với chiếc siêu xe của tao hả? Siêu xe cái bang của tao. Xe của tao là làm mắt bằng gió đích thực luôn á, gió thổi thẳng vào động cơ luôn, không cần nắp capo làm cái gì. Chơi với anh nè. Má ơi. Ồ ồ ồ ồ, mấy thằng trực thăng từ trên nó chĩa xuống nữa. Mình sợ nhất là cái khoảng mà nó bắn vào cái bánh xe của mình á, lúc đó là mình phải chạy thoát bằng cách chạy trên cái đó, cái khung ở trong bánh xe. Người ta kêu là cái gì ta, cái vành xe hả? Ồ ồ, làm sao để thoát đây ta? Mình không có nghiên cứu cách nào mà để thoát cảnh sát mà một cách dễ dàng mà không có cần chỉnh mã. Cách nào vậy? Hắt xì, hắt xì. Má ơi, chơi game mà ngồi phòng máy lạnh khổ lắm các bạn ơi, hắt xì hoài. Ao, có nước đúng không? Nhảy xuống nước hả? Giờ tôi sẽ làm một cái cú mà chạy trốn cảnh sát.
Đây có nước nè, mà nhảy xuống nó có bơi được không? Rồi mình sẽ kiếm đường chạy thẳng ra đây. Quay lại. Chạy thẳng ra cái cầu để mình nhảy xuống nước mình trốn. À, bấm lộn nút rồi. Nó thay xe như thay áo luôn. Rồi nó bắn xì bánh xe mình hay gì rồi. Cái đỉnh mệnh. Cái cầu đâu? Kìa rồi. Rồi sau 10 năm chạy trốn tao sẽ tự do. Đây rồi. Ôi, nhảy xuống. Wow. Chùm. Rồi bắt tao đi. Nó mất tích rồi. Nó không thấy mình. Hay lắm. Mình chỉ cần lượn ở đây nửa tiếng đồng hồ thôi là coi như là hết tội. Để mình coi có lấy được cái chiếc tàu nào để bơi không. Đây, phải không? Đó, tàu ngầm nè. À, tôi đâu phát hiện gì đây. Đây là một chiếc tàu không? Ủa, lái đi bằng cách nào ta? Lặn xuống. Có rất nhiều cảnh sát ở trên đầu chúng ta nha. Nguy hiểm đấy. Yeah. Thấy không? Chúng ta đã không còn tội nữa. Giờ mình lượn ở đây tìm coi cái bí ẩn nào không. Hình như ở đây là một cái xác tàu thôi các bạn ơi. Một xác tàu thôi. Mình lái cái chiếc này chưa gành cho nên là có lẽ tập nào đi mình sẽ lái chiếc này đi chơi ha. Bây giờ thì làm cách nào đây? Nổi lên. Ok, bây giờ thì chào tạm biệt các bạn thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình nha. Các bạn có thể thấy thằng cảnh sát rất là ngu si. Nó lái một chiếc tàu mà kẹt vào cái ống nước luôn rồi. Hả? Bộ phận nào mà huấn luyện mày mà hay quá vậy? Ok, bye các bạn.